Có một cái câu nói rất là hay, một câu nói này rất là hay là ask for what you want, nghĩa là hỏi cho những gì mà bạn muốn. Và có rất nhiều lần chúng ta đứng ở ngã ba đường ấy, không biết là có nên hỏi bạn đồng nghiệp hay là người khách hàng hay người sếp mình làm những cái việc này việc kia cho mình hay không, có cái cơ hội thăng tiến hay là tăng lương hay là này kia, hay là nhờ khách hàng hỏi thăm thử tình hình thị trường như thế này như thế nào, dạng như vậy. Nhưng mà mình cứ lưỡng lự là không biết cái hỏi như vậy nó có gọi là appropriate hay là nó có phù hợp hay không, và cuối cùng mình cứ lăng tăng là không biết yes no yes no yes no, và làm con người mình nó rất là không có quyết đoán. Ask for what you want nó rất là important, nó rất là quan trọng, là bởi vì nó giúp cho bạn có được câu trả lời mình muốn. Và đó là cách mà tôi liên hệ được với là chuyên gia trên toàn cầu, một cách là hỏi là ok, chúng ta có thể trò chuyện với nhau được hay không, bằng cách nào tôi với bạn có thể trò chuyện được, hay là đó là cách để tôi nói chuyện với sếp của tôi để làm sao là mình có được công việc mình muốn, có được mức lương mình muốn. Bạn hãy hỏi cho cái việc bạn muốn.